Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 97 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là kỳ 2. Tôi chỉ giới thiệu về ba cái thứ bát nhã mà bữa đó hình như là nói chưa đủ rồi hết giờ. Bữa nay xin nhắc lại, học bát nhã chúng ta để ý bát nhã nó có ba thứ. Một gọi là văn tự bát nhã. Văn tự bát nhã cũng gọi là phương tiện, vì cái văn tự là phương tiện để hướng dẫn người ta đi tới cái chỗ thành tựu được bát nhã ba la mật. Vì vậy cho nên là cái thứ nhất là gọi là văn tự bát nhã, cũng gọi là phương tiện bát nhã. Là kinh điển, là văn tự, là ngôn ngữ diễn đạt, đều là gọi là phương tiện bát nhã hết. Cái thứ hai là quán chiếu bát nhã. Là người học bát nhã là dựa trên cái văn tự, trên kinh sách, trên ngôn ngữ, để tiếp thu xong rồi đó là phải tư duy, phải quán chiếu, để cho cái hiểu biết đó nó thành ra của mình, và mình phải nhận chân được, nhận bằng cái hiểu biết của chính mình về những cái lời mà Phật dạy trong trong kinh điển Bát Nhã. Do đó cho nên là cái quán chiếu Bát Nhã là đại để là mình học cái bài kệ là nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, việc như điện, ân tác như thị quán. Người học bát nhã quán chiếu, cái đối tượng để quán chiếu là tất cả các pháp hữu vi. Để ý rằng trong nhà Phật mà gọi là pháp hữu vi đó, tức là những cái pháp đó là pháp toàn là duyên, do duyên hòa hợp nương gá mà sanh, chứ nó không có một cái tự ngã của nó để mà nó sinh ra nó được. Đều là nó nương gá. Nương gá nhiều món, nhiều thứ, nhiều chất để nó hình thành ra một cái pháp nào đó. Thí dụ như cành hoa cũng nương gá nhiều thứ, nhiều chất. Một con người nó cũng nương gá ra nhiều thứ, nhiều chất, nhiều điều kiện, nhiều yếu tố, nhiều khí. Rồi cái nhà, cái núi sông, trời tăng, mây nước gì, nói chung là tất cả những cái hiện tượng mà mình thấy trước mắt đều là do nhiều điều kiện, nhiều yếu tố, nhiều duyên, nhiều chất mà hòa hợp lại mà sanh, mà nó hình thành ra. Thế thì những cái sự vật mà nó hình thành ra bằng nhiều điều kiện như vậy, đó gọi là pháp hữu vi. Trong đó có con người của bản thân mình cũng là thuộc về pháp hữu vi. Tất cả sự vật hiện tượng trước mắt đều là pháp hữu vi hết, bởi vì nó là pháp duyên sanh tất cả. Kiểu nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các cái pháp hữu vi, nói chung lại là tất cả những cái mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết trên con đời này đều là pháp duyên sanh, cho nên đều gọi là pháp hữu vi cả thôi. Mà người học bát nhã này phải quán chiếu
phải dùng cái trí tuệ mà tư duy mà quán chiếu, phải thấy nó như mộng, nó không có thật. Nó như huyễn cũng là không thật. Nó như bào, bào tức là bọt nước mà trời mưa rồi nổi chìm lặn mọc trong những đám mưa mù, hoặc là những bọt nước của những cái gờn, cái thác nó chảy rồi nó động lại thành bọt, rồi lát nó tan đi rồi động lại cái khác. Quán nó như bào, nghĩa là cũng không thật. Như ảnh, ảnh là những cái bóng quán. Thế cái cây nó cao thì cái bóng nó dài, mà cái cây nó cong thì cái bóng nó quẹo, mà người mình đứng thẳng thì cái bóng nó ngay, mà mình đứng còm thì là cái bóng nó cong. Cái bóng là cái bóng đó, đó có nghĩa là nó không có sự thật vậy đó. Có người thì có bóng, mà không có người thì cái bóng nó tự nó mất. Hoặc là trời mà nắng toàn diện thì cái bóng không hề có bóng, thì nó mất cái bóng đi. Thế thì là quán sự vật như là bào, như ảnh, như lộ là như sương mai, như điện chớp của những cái bữa mà trời sắp mưa ngoằn ngoèo đó. Tất cả những cái đó đều là nói lên những cái không thật. Rồi còn các kinh khác ta còn thí dụ khác nữa, nói thêm cái đó nữa là thí dụ như ba tiêu, tức là như cây chuối. Cây chuối lột hoài, lột riết, cuối cùng là lột là không còn gì hết. Lột cái bẹ ngoài, lột bẹ trong, lột riết tới cái loại không còn cái gì hết. Ta lấy cái vụ cây chuối để ví dụ cho không có tự ngã của sự vật hiện tượng của con người, đều là không có tự ngã, cứ lột. Lột riết không còn gì. Con người này nếu mà phân tách ra chia là đầu, tóc, răng, móng, tay, chân, là tìm cái nào là cái ta, cái gì để sinh ra cái ta này, không có, đều là nước giá mà sanh. Cho nên những cái thứ đó mình phải quán nó như vậy, tôi gọi là quán chiếu bát nhã. Quán chiếu là đem trí tuệ mình để mà mình tập nhận xét, và mình thấy cho rõ bằng cái thấy biết của chính mình. Coi có bằng nói vậy mà có đúng vậy không? Mình thấy đúng vậy bằng cái đúng của chính mình nhận xét, gọi là thành tựu quán chiếu bát nhã. Thì cái bát nhã thứ ba là thật tướng bát nhã. Từ cái quán chiếu đó nó phát sinh ra cái trí tuệ nhận thức được cái chân lý của sự vật hiện tượng, thấy được cái tính chất vô ngã của vạn pháp, thấy được cái tướng thật của vạn pháp là vô tướng. Thật tướng là vô tướng. Học kinh này là nắm lấy cái điểm này rồi là sau này mình mới dễ hiểu kinh. Quán chiếu bát nhã thành tựu rồi thì con người mà hành giả tu hành này đó, nó sẽ đi tới cái giai đoạn thứ ba là nhận thức được cái thực tướng của bát nhã. Mà thực tướng là gì? Là nhìn thấy được cái tính chất vô ngã của vạn pháp. À, để ý cái từ vô ngã quan trọng lắm ở trong đạo Phật đó. Cái bộ luận đại thừa Bát Pháp câu đầu ta dẫn cái lời đó: như thế tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Như lời Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp đều vô ngã. Vô ngã là gì? Là không có pháp nào nó có một cái tự ngã đầu tiên của nó để mà sanh ra nó, không có. Ví dụ như cái hoa cúc này, trong này cái bình hoa này có mấy thứ hoa, mấy thứ lá, mà không có thứ hoa lá nào tự nó có một cái chất liệu của nó để sinh ra nó hết. À, chữ vô ngã là vậy đó. Mà nó trùng vô tận những cái chất liệu, những cái điều kiện, những cái yếu tố, những cái duyên mà nó kết hợp lại, nó nương gá nhau mà nó thành ra cái hoa này. Thí dụ như hoa này, cái gì sinh ra nó? Mặt trời sinh ra nó ư? Không phải mặt trời sinh ra nó rồi. Nếu mặt trời sinh ra nó thì là tự trong mặt trời nó tuôn ra thứ hoa này, chứ cần gì có những cái khác.
Vậy thì nước mưa sinh ra nó ư? Không phải rồi, nếu nước mưa sinh ra nó thì là trong nước mưa nó tuôn ra thứ hoa này, chứ cần gì phải có cái gì khác. Vậy thì đất sinh ra nó ư? Đất thì thiếu gì đất, nhưng mà đâu phải đất nào cũng có hoa này. Vậy thì hoa này đất sinh ra cũng không trúng. Vậy thì phân bò sinh ra nó ư? Không phải, phân bò thì thiếu gì phân bò, nhưng mà không phải phân bò sinh ra hoa này. Vậy thì tai con người sinh ra nó ư? Không phải, vì tai con người nếu mà có ra nó đó thì là nó ở trong tai này nó tự ra, chứ ai phải đi mua cái khác. Nhưng mà không có tai con người trồng thì không có hoa, không có phân bò thì hoa không có trổ được, không có đất thì cũng không từ đâu mà trồng, không có mưa thì cũng không làm sao có nước để cho nó sống, không có ánh sáng mặt trời thì cũng không sinh ra cái loài thực vật nói chung hoa này nó riêng. Đó là ta lấy ví dụ bao nhiêu công chuyện đó thôi. Còn nếu mà nói nhân ra dài dài vô cùng vô cực, đều là nhân duyên hết. Do vậy cho nên là cái hoa này không có tự ngã, nghĩa là không có cái chất liệu của nó để sinh ra nó, mà nó nương ra vô số chất liệu. Mà kinh Hoa Nghiêm ta gọi là trùng trùng duyên khởi. Mình học kinh là do cái giáo lý giảng pháp do nhân duyên sanh đó. Nhân duyên là nói gọn thôi đó, chứ cái chữ nhân duyên này là trùng trùng nhân duyên, chứ không phải là nhân duyên một cái mà rồi đâu. Nói nhân duyên là do đất, là do nước, là do phân, ba cái thôi ư? Đâu có trùng. Còn bàn tay của ta trồng nó chi? Không có bàn tay trồng sao có nó? Rồi còn bàn tay gì chứ, bàn tay rồi bàn tay không gì làm được à? Phải có cái cốt, phải có sắc ở trong đó. Phải vì là cái hoa này có sắc trong này nè, có dao, có cốt, có sẻng mới trồng được. Nhưng mà để trồng được rồi không phải. Vậy là trong này có thiết ở trong này nữa. Là vì có mấy cái thùng thiết mới xách nước mới tưới nó chứ. Không có thùng thiết xách nước tưới thì là có sắc trồng đi nữa nó cũng khô queo, nó chết thôi. À, do vậy cho nên là mình học là giáo lý là nhân duyên. Nhưng mà nhân duyên là trùng trùng vô tận. Thành ra cái người học Bát Nhã là ta quán chiếu Bát Nhã rồi ta thấy cái đó. Đây là nói bình hoa nha, cái bình này nè, bình nước này cũng vậy, cái đèn là cũng vậy, con người của chúng ta cũng phải nói y như vậy. Phải tư duy và quán chiếu và nhận thức như vậy. Đó là cái người học Bát Nhã, mà người ta từ cái quán chiếu Bát Nhã ta nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Nghĩa là không có cái tướng ngã, không có cái tướng nào mà tự nó có cái tướng đầu tiên để sinh ra nó. À, thành tựu được như vậy tôi gọi là thành tựu được thực tướng Bát Nhã, nghĩa là thấy được cái tính chất giai không của vạn pháp. Không đây có nghĩa là nó không có tự ngã, vì nó nhân duyên hòa hợp nương gá mà sanh, cho nên nó không có tự ngã. Vì không tự ngã cho nên nó rất là bấp bênh, cho nên nó là vô thường, nó khổ, nó vô ngã, nó bất tịnh. Bất tịnh đây có nghĩa là không an lành, không có hạnh phúc, không có tự chủ, không có tự tại được. Cho nên là cuộc đời nó đều là nhiều cái là bất ổn. Chứ bất tịnh đây nó gần như chỉ cái chữ bất ổn, bất an, bất như ý, bất bình. Thành ra là cái thực tướng của giai pháp là giai không. Vì giai không cho nên nó là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó là vô thường, vì vô thường cho nên là bất tịnh. Đó, tư duy quán chiếu như vậy để chi? Để rồi á, mọi cái người đệ tử Phật đụng đầu u tráng, nghĩa là những cái ở thế gian này, cuộc sống thế gian này nó làm cho con người đau khổ vô cùng vô cực. Mà nhận thức được như vậy rồi là ta mới cởi mở từ từ, ta mới nhẹ nhàng, mới không có nặng về cái ngã của là bản thân, không có nặng về cái ngã sở hữu là sự nghiệp của cải, là phải quấy hơn thua, tốt xấu, thương ghét, vui mừng, buồn giận, thân sơ. Những cái đó từ từ ta nhẹ 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 ta hóa giải, ta thấy rõ cái tính chất duyên sanh như quyển của nó rồi, ta gột rửa, ta tẩy xóa, ta bỏ từ từ ra, bỏ riết, gây là con người đặt tới cái chỗ gây là bất động, ta gọi đó là giải thoát. Giải thoát là lột hoài, lột bỏ hết. Ví dụ như ban đầu còn nhỏ lên mới 17 tuổi thôi, người nào người nấy yêu đương nồng nhiệt phải không? Yêu đã rồi tới chừng là mới có 4-5 năm gì đó cái rồi người này thì sinh chứng này, người kia sinh chứng khác, rồi thậm chí có bồ có bệnh ra. Cái rồi từ từ thấy à, cái yêu này hồi đó nó không có em là như trời không có ánh sáng, không có anh là như vũ trụ không có mùa xuân vậy ha. Nói nghe mê ly lắm. Tới chừng 2-3 năm sau, trời đất ơi, mạnh ai nấy dịch con đường mới mà đi.
thế thì cuộc đời không hạnh phúc nữa. Thế thì từ từ mình thấy tay vô thường đây. Hồi trước nói rằng Khanh không có em như cuộc đời không có ánh sáng, không có anh như là vũ trụ không có mùa xuân. Bây giờ nha, xuân thu gì đâu bỏ hết, không còn nói tới nữa. Đó. Thế thì mình thấy rõ cái sự thật là vậy, không có gì thật hết. Từ từ mới lột bỏ hết nhiều mặt, về mặt kinh tế, về mặt chính trị, về mặt xã hội, về mặt là xã giao, lần lần tỉa xén, giết cái là nó thành ra như bất động, một con người vô địch, độc lập, không hề có tương quan tương duyên gì với mọi cái thứ đau khổ triền miên xung quanh. Đó là ta gọi là như bất động. Chừng đó thành tựu được cái bát nhã Phật tướng rồi là 80 thứ gió: lợi, suy, quỷ, dự, cơ, xưng, khổ, lạc. Tức là khen, chê, được, mất, hơn, thua, vui, khổ đều không động được tâm hồn của người đó. Thành tựu được bát nhã ba la mật thì bát phong 80 gió thổi không lung lạc. Ta gọi đó là thật tướng bát nhã. Thấy được cái tính chất, thấy được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng, là không có tự ngã, trong đó có bản thân mình. Bản thân mình mà nó còn không thiệt thì cái gì ngoài mình lại thiệt chứ. Do vậy mà cái đau khổ từ từ đó, trước kia nó đau khổ ghê gớm lắm, bây giờ nó nhẹ là từ từ. Nên đây là ba cái thứ bát nhã đó để ý. Mà cái vấn đề thực tướng bát nhã đó, thực tướng thì tôi giảng các kinh khác là tôi cũng nói nhiều lắm rồi, nhưng mà tôi mong rằng là đại chúng ai nghe rồi thì nghe lại, mà ai nghe chưa rõ mà mình chưa có quán chiếu tư duy đó, là nên quán chiếu, nên tư duy cái đó. Các vị mà thành tựu được cái vận dụng cái quán chiếu bát nhã trong hàng ngày, rồi thể nhập được từng phần thôi, chứ đừng có nói trọn vẹn chưa được đâu. Thể nhập từng phần cái thực tướng bát nhã thôi. 10 chuyện xảy ra buồn bực mà mình có được chừng 4 lần 5 lần mà mình nhớ được cái thực tướng bát nhã, mình thấy được cái tính chất giai không của nó, mình hóa giải được là mình đã nhẹ được 50% cái khổ đau. Chứ đừng có nói đòi hỏi hết, khoan đòi cái đó đã, có đòi cũng chưa được đâu. Giờ đây bắt đầu vô kinh nè. Đoạn thứ nhất: bối cảnh của thời pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chữ Bát Nhã là tôi nói rồi, chữ Bát Nhã là tôi dịch là trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này là để chỉ cho cái trí tuệ nhận thức hiểu biết về chân lý, để rồi sống đúng, sống hợp chân lý, để nó có cái sự an lạc, sự giải thoát tuyệt đối. Cho nên trong kinh đó, người ta không dịch chữ, thường thường là ta để cái chữ bát nhã mà ta không trọ ra, ta không bằng lòng dịch ra thành cái chữ trí tuệ. Giải nghĩa thì nói bát nhã là trí tuệ, nhưng mà khi mà kinh điển thì ta để cái chữ bát nhã, là đó là theo cái sự ấn định của cái nhà phiên dịch như là Huyền Trang pháp sư thời xưa. Cái từ đó tôi gọi là trang trọng bất phiên. Cái từ đó nghe nó có trang trọng, và để chọn lựa với nó rằng cái trí tuệ này nó khác với cái trí tuệ của người thế gian. Người thế gian người ta vẫn có trí tuệ rộng lớn sâu xa lắm, chứ không phải là không có. Về phương diện chính trị có người trí tuệ dữ tợn lắm, xảo trá, mưu mô, quỷ quyệt, khôn ngoan để mà thành công về mình. Đó là cái người trí tuệ về mặt chính trị, về mặt quân sự.
cũng phải dùng thủ thuật mới thắng được địch đối phương của mình. Về phương diện khoa học như ngày nay thì đại chúng biết rồi, so với 50 năm trước, so với 100 năm trước thì cái đời sống của nhân loại trên thế giới này hưởng biết bao nhiêu cái tiện nghi về vật chất sung sướng. 100 năm trước làm sao mình biết cái tủ lạnh là cái gì? Đâu có hy vọng gì có cái tủ lạnh đâu. Cũng đâu có biết cái quạt máy đâu. Cũng đâu có cái máy xe hơi để mà đi đâu. Có mấy người được đi xe hơi đâu. Nhưng mà bây giờ thì những cái tiện nghi đó nó rất là bình thường. Bây giờ là còn chuẩn bị tiền để dành đi du lịch ngoài không gian nữa. Chương trình ta làm rồi, du lịch ngoài không gian, ngoài vũ trụ. Đi nửa tiếng hồ mấy ngàn đô. Chơi rồi về lên trển thì nhìn coi quả đất của mình nó còn có chút xíu à. Thế thì là tiện nghi vật chất như vậy, là những cái nhà mà làm ra được, những cái phi thuyền, những cái vệ tinh như vậy là trí tuệ lắm đấy chứ. Nhưng có cái điều là so với cái mục đích của đạo Phật, cái trí tuệ của đạo Phật thì nó khác à. Trí tuệ kia thành tựu những cái khoa học, những cái đời, trong cái đời sống vật chất có, nhưng mà đau khổ vẫn hoàn đau khổ, thậm chí lại là gây ra nguyên nhân đau khổ nữa cơ. Những cái nhà máy điện nguyên tử của Liên Xô cũ trước giờ ở Chernobyl gì đó, bây giờ nó gây ra cái hậu quả một vùng đất mênh mông mà người ta không có dám tới, là do cái trí tuệ của con người gây gớm rồi. Nhà máy nguyên tử xì nó bể cách nay mười mấy năm rồi mà chỗ đất nó cả một vùng, mà ai tới đó là mang lấy tai họa. Thế giới cũng không ai dám tới chỗ đó, cho đất nó cũng không lấy nữa chứ đừng có nói bán. Đó là cái thành quả, cái hậu quả của cái trí tuệ thế gian. Bây giờ đây cái chất thải của phóng xạ bây giờ là trên thế giới không có chỗ cô chôn, không có chỗ cất mà không biết làm sao. Ở trong các cái nhà máy điện nguyên tử bây giờ đó, nước nào cũng điên đầu chết đứng về cái thành quả trí tuệ của mình. Đem lại an lành có, hạnh phúc có, tiện nghi có, nhưng mà cái hậu quả tiêu diệt con người cũng ghê gớm. Chôn dưới đất thì ô nhiễm nước ngầm, bỏ dưới biển thì ô nhiễm nước trên mặt nước, bỏ trên hư không thì phóng xạ ô nhiễm người, quái thai vô số trên mặt đất. Đó là cái kết quả, cái hậu quả của cái trí tuệ thế gian. Nó có đem lại lợi ích mà nó cũng đem lại cái tai hại ghê gớm. Bao nhiêu công nghiệp chế biến tất cả tiện nghi mà ta dùng hiện nay đều là cái khí thải độc ở trong các nhà máy phóng lên trên bầu hư không. Mình tưởng đâu là cái bầu hư không đó thải ra như vậy là xong chứ gì. Không. Bây giờ cái trí tuệ đó, là cái hậu quả của trí tuệ đó, nó thành ra cái từ ngày nay ta gọi là hiệu ứng nhà kính. Nghĩa là bao nhiêu khí thải đó đều là mình gánh lấy hậu quả hết, chứ không bỏ đi đâu được hết. Phần nào đi lên phá hoại cái tầng khí ozone, nghĩa là nó phá hoại cái tầng khí mà che chắn cái độc hại của mặt trời. Phần nào là nó làm cho trong con người thở có chất trì, có chất sắt, có chất tháng tố đầy nhảy trong hư không. Thế thì là trên thế giới bây giờ báo động về cái môi trường ô nhiễm, dành ô trường trong không khí ô nhiễm và nước cũng bị ô nhiễm. Lần lần rồi đây không có nước mà uống nữa cơ. Tôi nói ví dụ như giờ rác ở thành phố mình mỗi ngày là mấy ngàn tấn đó, đem đi chôn. Chôn thì mình đào có 100 thước đi nữa là mình chôn rồi, thì là cái rác nó tan biến rồi, nó tan vô mạch nước ngầm, mà mạch nước ngầm thì nó sẽ dẫn đi cùng hết chứ không phải nó ở chỗ đâu. Cho nên cái hậu quả nó ghê gớm lắm. Thế thì đó là cái hậu quả của trí tuệ, có đem lại an lành, tiện nghi vật chất có, nhưng mà cái hạnh phúc thật sự vĩnh viễn lâu dài thì không có. Do vậy cho nên là kinh Phật mà học á, thì phải học là cái trí tuệ này á, là cái trí tuệ để đem lại cái sự hạnh phúc, cái sự giải thoát. Chứ nó không phải là cái thứ trí tuệ khôn ngoan của người thế gian. Vì vậy cho nên là cái này tôi gọi là trí tuệ táo bị ngạn. Rồi nói ngay về cái bản thân của những nhà bác học khoa học đó, họ cũng tự đau khổ trong cuộc sống của họ. Họ không có bằng lòng, không có thỏa mãn được. Vì vậy mà cái kinh của Phật, cái trí tuệ, sự hiểu biết của đạo Phật ta gọi là trí tuệ, gọi là bát nhã.
Thành ra là kinh của mình học gọi là kinh Bát Nhã. Mà Bát Nhã này là cái thứ trí tuệ là tận cùng, nhận thức tận cùng về về cái chân lý của cuộc đời, cho nên gọi nó là Ba La Mật. Ba La Mật là đến nơi đến chốn, là trọn vẹn, là viên mãn, trí tuệ viên mãn, trí tuệ trọn vẹn, trí tuệ giống như là người mà muốn qua sông mà mình qua được bờ bên kia rồi. Chứ Ba La Mật là đến bờ kia, giống như ý niệm mình muốn qua sông mà mình qua được sông rồi, có nghĩa là viên mãn rồi. Giờ đây bối cảnh của thời Pháp Bát Nhã Ba La Mật, ông A Nan trần thuật: một hôm nọ, Đức Phật ở trong giường kỳ thọ cấp cô độc tại Đức Xá Vệ cùng với số chúng đại tỳ kheo 1250 người câu hội. Thường thường là Đức Phật đi khất thực thì thường có 1250 vị này là những cái tập đoàn đệ tử mà Phật thâu trong cái giai đoạn đầu. Các vị này là họ ở trong cái số người tu theo cái ngoại đạo, họ từng nhóm. Ông Sáu Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên có nhóm, còn con Trưởng Giả Gia Xá có nhóm, rồi Kiều Trần Như cũng có nhóm, vân vân, nó từng nhóm mà Đức Phật là độ những cái người mà từng nhóm từng đoàn như vậy đó. Ông Ca Diếp có nhóm mấy trăm người, cộng lại thành là 1250 người này là dưới sự lãnh đạo của những cái người mà có cầm đầu của những cái nhóm tu theo ngoại đạo trước kia. Và khi mà ông thầy của mình tu theo ngoại đạo mà đã theo về với Phật, thì những cái người mà đệ tử đã từng tu theo trong cái đạo đó là họ đều là theo Phật hết. Khi mà nhận thấy được cái chân lý của Phật đem lại sự an lạc, sự giải thoát, sự giác ngộ mà ông thầy của mình không nói được, không biết được việc đó, thầy mình mà còn đi theo quy y tôn Phật làm sư phụ, tôn là Bậc Thế Tôn Như Lai, thì mình đương nhiên là phải đi theo để mà tu học rồi. Vì vậy mà thường thường trong kinh là cái số chúng đệ tử chủ lực là 1250 người, coi như là nòng cốt đó. Đức Phật xưa kia khi mà thành đạo rồi thì đi độ từng nhóm đệ tử vậy đó, cũng gây cấn, cũng khó khăn lắm chứ không dễ dàng. Bởi vì thời mà Đức Phật mà ra đời đó thì là ở bên Ấn Độ là nhiều thứ đạo lắm cơ, nhiều đạo lắm, mê tín dữ tận, dị đoan ghê gớm, siêu hình ghê gớm, và tập tục lạc hậu rất là dữ. Cho nên cuộc đời Đức Phật hành đạo khó lắm, hết sức là kiên nhẫn và phải hết sức là trí tuệ mới chinh phục được những cái người lãnh đạo của các cái giáo phái kia. Lúc gần đến giờ ăn, Đức Thế Tôn mang bát vào đại thành thứ lớp khất thực. Khi trở về tịnh xá, dùng cơm xong, cất bát thay y. Sau đó Đức Phật rửa chân và trải tọa cụ mà ngồi. Thì ta đọc thấy cái đời sống của Đức Phật xưa kia thì thật ra không có gì, Ngài không có làm cái hình thức rườm rà gì cả, đời sống rất là đơn giản. Mà cái bối cảnh của thời Pháp Bát Nhã Ba La Mật này lại càng đơn giản. Đi khất thực, tới giờ ăn trở về tịnh xá, rồi thọ trai, rồi rửa bát, rồi trải tọa cụ mà ngồi, rửa chân và trải tọa cụ mà ngồi rất là bình thường.
Thành ra là để ý về khi mà Phật tử mà để ý mà thấm nhuần Bát Nhã Ba La Mật rồi đó, thì cái người Phật tử sẽ giảm thiểu rất nhiều về những cái hình thức trong cuộc sống của mình. Để ý mà học cái này, giảm rất nhiều về những cái hình thức nghi lễ không cần thiết trong cuộc sống của mình. Đây là Đức Phật đơn giản quá mà, đâu có gì đâu. Đến dạng Đức Thế Tôn mang bình bát vào thành khắc Phật, thứ lớp mà khắc Phật. Cái này khó lắm. Nội cái đi khắc Phật là từ cái địa vị của một hoàng tử và có thể kế thế làm vua ngay, mà đi làm một người khất thực, tức là người ăn xin. Ăn xin là một việc khó, mà còn ăn xin mà đi theo thứ lớp chứ không có được mà bỏ cái nhà nghèo của người ta, mà mình bỏ thứ lớp mà mình tới cái nhà khá để mình xin đồ ăn tương đối là ngon hơn, không được. Cái đó khó dữ lắm. Chính cái điểm này đây nè mà ta phân tích cho kỹ, là cái nguyên nhân mà được Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng là ở trong hai cái việc đó, đã là khó rồi, đã là thấy thành Phật được rồi, chứ đừng nói tới gì khác. Xả cái bản ngã, xả bỏ cái bản ngã. Có thể nói thẳng là một vị quốc vương mà cần nhường ngôi là vua Tịnh Phạn, là nhường ngôi cho hoàng tử dễ dàng thôi, chứ lớn tuổi rồi mà có một người con trai tài hoa trí tuệ như thế là cả nước cũng đều quan hỷ nữa mà, không ai cạnh tranh nữa mà. Nhưng mà bỏ cái địa vị quốc vương đi tu hành để làm cái người ăn xin như vậy, mà ăn xin là không được lựa chọn cái nhà khá giả để có đồ ăn tương đối ngon lành hơn, mà phải khất thực thứ lớp, nhà nghèo người ta không cho thì thôi, chứ cho là vẫn nhận và vẫn ăn cái đó trừ cái ngày đó, chứ không được lựa. Thấy ghê chưa? Còn nguyên nhân nào để đau khổ nữa chứ? Cái bản ngã của mình cao vút mà mình hạ thấp nó xuống bằng với tất cả mọi người, thậm chí còn tệ hơn tất cả mọi người. Đó là cái ý niệm hành động, ý niệm về xả ngã nó biểu lộ qua cái khất thực, ghê gớm như thế. Đầu thì cạo, đầu là cái đầu của người ta đã trang điểm cho đẹp đẽ, chân mày cũng cạo luôn, đó là làm cho nó xấu đi, đầu trần trên đất mà. Còn y áo thì lượm của cái áo của người ta chết rồi, của người mà sắp chôn đó, là xin cái y cái áo cũ đó mà giặt mà mặc lại, ghê gớm chưa? Thế thì là cái bản ngã, tự ngã để mà cao ngạo đó không còn. Còn cái đời sống mà bất cần trong cái việc ăn uống như thế, vì cái tâm bình đẳng thương tất cả mọi người và bình đẳng tuyệt đối, cho nên là ăn thì để nó sống thôi, còn cái ngon dở không cần. Và cái địa vị quốc vương là tài sản cả một nước, coi như bỏ hết, bỏ cả vợ, cả con, cả quốc thành, cả thê tử để đi làm cái người sống như vậy. Cho nên là chúng ta đừng có lấy làm lạ vì sao mà Đức Phật thành Phật, thành Vô Thượng Bồ Đề. Nghĩa là thấy việc này mà đem phân tích ra là mình thấy là đủ thành Phật, thành Vô Thượng Bồ Đề, không còn cái lý do để khởi ra cái niệm tham, không còn lý do để sân, không còn lý do để si, để mạng, để nghi, không còn lý do để phân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Có cần cái gì nữa đâu mà làm những cái điều sai trái chứ. Trong khi đó mình tu hành đã thấy được cái chân lý rồi, thế thì không còn cái gì nữa. Do vậy cho nên là mình tu tập tuy là nhiều, nhưng mà vấn đề xả ngã, xả pháp gom lại là có hai cái đó, là mình có an lạc. Còn bây giờ tôi nói là các Phật tử để ý coi, ngày nào mà mình còn quan trọng vấn đề ngã sở hữu và mình còn quan trọng cái bản ngã của mình, là ngày đó mình còn đau khổ trùng trùng vô tận. Mà các vị tỉnh thức được, mà các vị xả cái ngã sở hữu từng phần, các vị xả ý niệm về cái bản ngã của các vị xả từng phần,
là các vị có vơi đi từng ngày từng ngày, vơi cái đau khổ từng ngày từng ngày. Không tin thì phải thí nghiệm thôi, mà thí nghiệm rồi các vị sẽ tự thấy. Người nào đau khổ nhiều là do ngã nặng và ngã sở hữu nặng. Người nào tu hành gọi là có kết quả là do bắt đầu là hóa giải về cái chấp, về cái ngã sở hữu, tức là tài sản sự nghiệp của cải, và coi thường cái bản ngã của mình, không quan trọng về cái đời sống của mình. Trong đó có cái việc ăn uống ngủ nghỉ cũng phải thiếu dục và tri túc tâm thương, thì người đó bắt đầu vơi lần cái khổ, khổ lị đau thương. Còn có những cái cuộc sống mà giàu có đó, mình nói thì nó động chạm tới những bà con người ta, nó đang ở trong cái cảnh đó. Chứ có những cuộc sống bên ngoài nhìn coi rất giàu có, rất là sung túc, nhưng mà sự thật không hề có an vui gì hết, đau khổ ghê gớm lắm. Thì cái đó chỉ có người đệ tử Phật là nói trong nội bộ mà nghe, chứ còn nói ngoài thì ta cũng không chịu. Thành ra là học Phật thì mình phải nói theo Phật. Cái an lạc, cái hạnh phúc nó không phải ở tiền bạc, không phải ở danh vọng, không phải ở địa vị. Cái tự tại, cái khinh an cũng không phải ở giàu có. Còn cái bồ đề niết bàn thì càng càng bỏ hết thì mới có bồ đề niết bàn, chứ không phải là đem vô. Cho nên cái câu đối mà tôi nói ở chùa Quán Sứ là tôi vẫn thích hoài, nó có giá trị hoài. Hiện thế khí tần bảo, khí thê noa, khí quốc thành, khí dương dị, duyên thành đại giác, thiết hàng xa diệu pháp, bạc tế mê luân. Khí tần bảo nghĩa là bỏ hết sự nghiệp cả một nước, cả một gian sang. Khí thê noa là từ bỏ vợ con. Khí quốc thành là cái địa vị vua chúa, ngai vàng, địa ngọc. Khí dương dị, địa vị nhà vua không lấy, để mà đi tu, gọi là viên thành đại giác, để đi tu mà tìm cái chân lý, để giác ngộ, để nhận thức đúng trọn vẹn về cái chân lý của cuộc đời, để rồi thuyết hàng xa diệu pháp, nói vô tận. Pháp của Phật nói không phải là nói cái gì ghê gớm đâu, gặp cái gì nói cái nấy, cái gì cũng thành pháp hết á. Gặp gò mối nói cái pháp gò mối, gặp khúc cây trôi nói pháp khúc cây trôi, gặp con chó nói là pháp này là bài kinh hạnh con chó, gặp con rùa nói bài kinh con rùa, gặp thợ rèn nói bài kinh thợ rèn, là đọc về cái hệ tư tưởng kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, là đều là gặp gì nói này, đều là thành pháp hết. Thành ra gọi là thuyết hàng xa diệu pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Trong cuộc sống này là có thể thành kinh được hết. Tôi mà nếu mà tôi không phải là mờ mắt, và cũng không phải là nó theo cái tuổi già nó mỏi mệt lắm đó, là tôi phát hiện ra kinh vô số kinh nổi trong nhà thôi, nổi cái mà đi tới đi lui, mà ăn mà mặc, mà tắm, mà rửa, mà đi đại đi tiểu trong nhà, là thành là kinh dày mấy ngàn trang cũng được. Rồi đi chơi, rồi đi ra ngoài giường, rồi gặp người này gặp người nọ, tất cả đều kinh hết. Bởi vì tất cả các pháp đều là Phật pháp mà. Thì tôi nói là đại chúng mà khi nào mà thỉnh cái kinh đấy, kinh mà tất cả những cái gọi là đại tạng kinh, ở trong cái đại tạng kinh mà kinh của Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi rồi đó, rất bình thường. Thấy khúc cây trôi nói kinh khúc cây, rồi nấu cơm cũng nói kinh nấu cơm, cũng ra kinh như thường. Những kinh nấu cơm này đã để ta nói này các tỳ kheo, khi nấu cơm nếu mà cái tâm của mình không có định đó mà, thì là mình bật ra nó không có đúng cách, mình nhóm lửa nó cũng không cháy theo ý muốn của mình, và có thể mình bị phỏng. Mình bị phỏng vì lửa, bị phực vì ga. Cho nên này chư tỳ kheo, các vị nên tránh tâm mà nhiếp niệm. Mình đang làm cái gì, mình biết mình đang làm gì. Mình đang nấu cơm, mình biết mình đang nấu cơm. Và trong lúc nấu cơm đó, mình bắt cái nồi cơm này lên,
thì đồng thời nghĩa là mình chờ nó sôi đó thì là mình bên đây có thể rửa rau, lặt rau cho sạch sẽ, để chi để mà là lặt rau bên đây xong rồi á thì là nồi cơm sôi, thì là lặt rau xong rồi thì mình bắt lửa lên là mình tiếp tục mình nấu, thì cái ga nó không có phí phạm, nó không có hao. Nếu có chánh niệm thì nó vậy đó, còn bằng không á thì không biết tận dụng, không có chánh niệm thì lơ là, để tới nấu cái nồi này xong rồi cái rồi mới đi lặt lấy gì rồi đi bưng đi sắp xếp nữa đó, thì cái thời gian bỏ cái lửa không nó cháy vậy là hao ga đấy. Là làm như vậy là tại vì không có chánh niệm đấy. Thế thì là trong cái bữa nấu cơm người ta có chánh niệm, người ta làm nó không hao phí phạm đồ đạc, và sắc rau người ta biết là sắc rau, người ta không có lơ đễnh, nó không có phạm ở trong cái tai. Thế thì đại để là kinh Phật là dạy cái cách mình sống trong cuộc sống của mình. Cho nên mọi việc mà biết vận dụng mà thì là kinh hết. Kinh là cái gì? Là cái lời dạy của Phật. Mà cái kinh tiểu thừa, kinh A Hàm là Phật dạy rất là tỉ mỉ. Chỉ có cái là khó đọc chút. Cái văn tự là nói lặp tới lặp lui cái văn xưa mà. Thì phần nhiều là Phật tử ngán đọc. Chứ mà hay lắm đấy. Nói về vấn đề đơn giản của Đức Phật là phải bỏ hết như vậy. Khi Trần Bảo, khi Thầy Noa, khi Quốc Thành, khi Dương Dị, bỏ hết. Còn như chúng ta ngày nay thì chúng ta học Phật rồi chúng ta được, chúng ta làm gì? Nếu chúng ta mà chưa có cái ý niệm mà mình bỏ bớt, mình tỉa bớt những cái xung quanh trong cuộc sống của mình đó mà, thì cái sự an lạc của mình chưa có đem lại, nó không đem lại cho mình nhiều được đâu. Để cái này mà học thôi. Đời sống Đức Phật là giản dị như thế. Tiếp tục, Bát Nhã Ba La Mật là thứ trí tuệ rốt ráo. Sử dụng thứ trí tuệ này, người ta sẽ thấy nó vượt ngoài cái tập quán lễ nghi có tính cách hình thức rườm rà. Cho nên Đức Phật nói thời pháp Bát Nhã Ba La Mật trong một bối cảnh thời gian không gian thật là giản dị. Càng giản dị càng có an lạc hơn. Cụ thể như bây giờ tôi nói, ví dụ như giờ Phật tử nào mà đi nghe giảng trong buổi chủ nhật này mà giản dị là có an lạc hơn. Ví dụ như áo quần đầu cổ tóc tai miễn sạch, nó không bẩn là có thể đi nghe giảng học đạo được rồi. Vì vậy cho nên là thích vậy, sắp xếp công việc nhà chút xíu cái là sắp cái túi cái giỏ gì cần thiết, áo mưa gì đó là mình đi. Nhưng mà có những vị mà cần phải trang điểm một tiếng đồng hồ mới đi, thì các vị thấy gì rồi chứ gì, biết cái gì rồi chứ gì. Mà đi ra rồi cái tấm màn nó nhẹ, nó bắt đầu nó đụng cái này mạnh cái là hết hồn rồi. Trời đất ơi, cái môi nãy ta mới ta nhìn kiếp ta rồi, về mà giờ nó quẹt ra đây là coi có sao không. Ở nhà nó quẹt ở đây rồi nó sẹt đỏ đi, có lần thì còn ai coi ra gì nữa. Chứ còn người ta là đơn sơ giản dị, đâu có gì đâu, nhớ cái giỏ đi, giờ nó có đụng cái kịch đi nữa là giờ tao có chạy không vậy thôi, không có quan tâm gì vụ. Thế thì mình thấy rõ là vậy à. Cho nên Như Lai có vô tượng Niết Bàn, vô tượng Bồ Đề là tại vì quá đơn giản. Càng đơn giản càng hạnh phúc, càng đơn giản càng an lành. Nhưng mà mình nói cái này không phải là ở thế gian ai cũng nghe đâu nha. Những tuổi trẻ ta đâu có chịu. Ta phải làm cho nó đẹp, tươm tất. Còn cái người mà học đạo mà, nhưng mà nói cho tuổi trẻ mà có những người ham học đạo, người ta nghe rồi ta thấy được chân lý đó, ta cũng không làm nha. Có người họ không cần làm cái việc đó từ nhỏ cho tới lớn, mà không làm là khỏe dữ lắm.
Cho nên là tôi nói này thành thật là tôi nói với đại chúng, cuộc đời tôi đó, từ nhỏ tới giờ đó mà tôi sống trong đạo mà tương đối là thật là đơn giản nha. Ai chế cười kiểu gì không hề sợ sạch, không hề xấu hổ nhục nhã. Tôi ở cái chỗ mà người ta vô tìm tôi 3 lần, mình ta không tưởng tượng là cái chỗ của tôi ở mà đơn giản mà không cần sợ. Bộ cửa gì đóng vô những cái vỏ khổ với cái bộ cửa đóng ăn cánh nhau, đóng vô nó hở quát hết trơn, là mưa nó cần tạt là nó vô hết à. Nhưng mà không ăn nhập thì tôi hết trơn, cỡ đó được rồi. Đơn giản như thế nó mới khỏe, chứ còn không mà đi kiếm mà đem về mà chạm mà trổ bằng gỗ quý này kia đó thì lo mệt lắm. Tạt nước mưa vô, nắng nó dọi vô cái mình thấy nó bạc màu, cái mình đau khổ rồi. Còn đây tha hồ, tự do, muốn tạt sao tạt. Bộ cửa gì đóng vô những cái vỏ khổ với cái bộ cửa đóng ăn cánh nhau, đóng vô nó hở quát hết trơn, là mưa nó cần tạt là nó vô hết à. Nhưng mà không ăn nhập thì tôi hết rồi, cỡ đó được rồi. Đơn giản như thế nó mới khỏe, chứ còn không mà đi kiếm mà đem về mà chạm mà trổ bằng gỗ quý này kia đó thì lo mệt lắm. Tạt nước bôi vô, nắng nó dọi vô cái mình thấy nó bạc vào, cái mình đau khổ rồi. Còn đây tha hồ, tự do, muốn tạt sao tạt. Còn trời mưa thấm vô mấy cái lịch tôi treo trong nó mục dứt mục lưng là hết, kệ một hai cái khác khỏe hết sức. Còn mưa tạt thấm vô ướt hết mục cái bề sau mấy tấm lịch không đến xỉa gì hết. Chỉ cần những cái tiện nghi mà để cho mình không cực lắm là được rồi. Còn Phật hồi xưa thì quá sức, cho nên ngài là Thế Tôn vô thượng là phải kiên nhẫn vô cùng, gọi là pháp sanh nhẫn và pháp nhẫn nha. Sanh nhẫn là nhẫn với hoàn cảnh xã hội với con người, pháp nhẫn là nhẫn với những cái nắng cái mưa cái lạnh cái nóng cái là khó khăn á. Ở trong rừng trong núi này kiếm bả rít rắn này kia bọ rắn này kia đều là phải kiên nhẫn, cái đó là qua. Cho nên ngài là Thế Tôn vô thượng là phải. Còn cỡ mà đơn giản cỡ như tôi là thấy nó có khỏe được nhiều rồi đó. Nhưng mà cũng còn có phải cái mình phải làm, phải lo. Cho nên chưa có thế nào mà thành Thế Tôn vô thượng được, chưa thế nào mà an lạc như Niết Bàn vô thượng được. Có Niết Bàn chăng là Niết Bàn hữu thượng, nghĩa là có những giờ phút mình được an lạc, mà có giờ phút mình còn bị bận với cái ngã và cái ngã sở hữu. Dù là mình có tỉa, mình có gục vỡ nó bớt rồi, nhưng mà còn cái đó là còn có bị khổ. Do vậy cho nên là bà con chúng ta là ai muốn bớt khổ là chỉ có cách là tỉa rửa gột rửa lần lần cái ngã và ngã sở hữu đi cho đơn giản như Đức Phật vậy nè. Thành tựu Bát Nhã Ba La Mật, đời sống của một bậc Thế Tôn giống y như người thường, không có gì cách ngăn lập dị. Ăn cơm rồi cất bát, đổi y rồi rửa chân, đổi y rửa chân rồi tải tọa cụ ra ngồi. Hành động đó với cái nhãn quan của phàm phu ham danh hiếu vị, họ thấy Như Lai Thế Tôn chỉ là một người tầm thường. Đấy, cái khổ là đó. Nếu mình đơn sơ mình giản dị là dưới con mắt của người thường, người ta nói mình tầm thường, người ta không kính, người ta không quý, người ta không nể. Nhưng mà nếu mà mình mà sợ cái chữ tầm thường của người thế gian đó, là mình sẽ bị lôi kéo vào ở trong cái tử sắc tài khí, là tài sắc danh thực thủy á mà, thì mình bị lôi cuốn hút vào trong đó. Cho nên phải chấp nhận cái tầm thường. Nếu người ta nói chúng ta đi chùa ta mặc một bộ đồ sạch sẽ lành lẽ như là nó hợp với cái xã hội mà ta có thể chấp nhận, dù ai có nói mình tầm thường đi nữa mình cũng không sợ. Người đó mới là người đáng nể, mà người đó là người có hạnh phúc ở bên trong mà mình không biết được đó. Người đó có cái giải thoát bất tư nghi mà mình không biết được đó. Phải tầm thường, nhưng mà bên trong không tầm thường.
Nên không có tầm thường. Bên trong người ta có cái tự tin ở nơi cái sự an lạc, sự giải thoát của người ta. Còn bên ngoài thì ai có nói tầm thường đi nữa cũng đừng sợ, hãy tập cái đó. Cho nên đây thì dùng cái chữ rất là có dụng ý nè. Người họ thấy Như Lai Thế Tôn chỉ là một người tầm thường, nhưng với cái nhãn quan của người đạt đạo thì đó là biểu hiện của Bát Nhã Ba La Mật, thể hiện qua cái nếp sống của một Như Lai. Chính cái tầm thường đó mới không còn lý do để sinh ra đau khổ đó, không còn bị tài, bị sắc, bị danh, bị lợi nó cám dỗ đó, không còn cái ngã và ngã sở hữu. Cho nên cái lý do đau khổ là vì ngã sở hữu, vì ngã mà đây đã xả được hai cái điều kiện then chốt đó rồi, thì cái lý do khổ sở ưu bi khổ não coi như là lửa mà không có còn củi thì làm sao mà cháy được nữa. Lửa mà không có xăng, hết xăng thì làm sao mà nguồn máy mà không có xăng thì làm sao máy nổ còn nổ được nữa. Ngã pháp mà đã bỏ hết rồi thì là phiền não vô minh còn chỗ nào nữa để mà sanh chứ. Cho nên mình thấy rõ là cái nguyên do an lạc, cái nguyên do giải thoát giác ngộ đó rõ ràng. Nếu mà mình chưa có an lạc giải thoát được thì mình coi tự coi mình tự trách mình, chứ không có gian sinh và không có cầu nguyện rằng mình làm cho mình khổ đó, tự mình làm cho mình khổ đó. Một bữa ăn mà mình đòi bữa ăn mà có 2-3 người ăn mà 200-300 ngàn rồi, thế là tự mình làm cho mình khổ đó. Cho 2-3 người ăn đó là ta ăn cỡ 20 ngàn là được rồi, mà mình đòi ăn 200-300 ngàn thì tiền ở đâu? Tất nhiên là mình phải làm, phải lừa đảo, phải giật dọc, phải chịu bao nhiêu là cái tội lỗi, thậm chí là cái hậu quả ghê gớm ngay trong cuộc đời, chứ chưa nói là sao. Là do mình. Còn nói cho rốt ráo hơn nữa là đời sống của chúng ta bây giờ thật sự là một kiếp người mà sống đơn sơ giản dị mà như Đức Phật sống nè. Một ngày đâu có bao nhiêu, vài ba ngàn bạc. Sống mà để mà no mà ấm mà vui vẻ được và 3 ngàn bạc là sống được rồi đó. Thì các cái chùa giờ đã để là ta nuôi đông người chứ, cái tiêu chuẩn người nhà 3 ngàn chứ nhiêu người ta sống được không? Còn mà ăn ngày 200-300 ngàn là coi chừng tự mình làm khổ lấy mình. Cho nên là đừng sợ cái chữ tầm thường của miệng thế. Với tâm hồn đạt đạo, một thiền sư cũng đã thấy và nói rằng nhậm dẫn trước y thường tùy duyên từ cửu nghiệp. Cái chuyện tu hành nó giống như là cái chuyện mặc áo thay xiêm, sự đạt đạo nó giống như là cái việc ăn cơm và uống nước. Mình làm gì mình biết mình làm gì, mình đang tắm thì biết mình đang tắm, mình đang uống nước trà thì biết mình đang uống nước trà, mình tại chỗ ngồi biết mình tại chỗ ngồi, mình quét nhà biết là quét nhà, biết mình đang nấu cơm biết mình là đang nấu cơm, nhìn cảnh vật mai lan cúc trước thì mình biết mình đang nhìn cảnh vật cúc trước mai lan. Muốn có Bát Nhã Ba La Mật ta phải học làm cho được những cái tầm thường ấy. Làm gì mà mình nhớ được như vậy? Có nghĩa là mình có chánh niệm đó. Để ý cái chữ chánh niệm ở trong đạo Phật nó hay lắm. Nghĩa là người mà có chánh niệm có nghĩa là mình không có quên mình là cái người học đạo và hành đạo. Cho nên mình làm cái gì mình biết hết. Mà mình biết cái gì mình làm đó, mình đang làm mình biết việc mình làm cái gì, thì đồng thời mình cũng biết là mình làm đúng hay là làm sai, nghĩ đúng hay nghĩ sai, nói đúng hay nói sai. Mình kiểm tra nó, kiểm tra nó, nếu mà là cái đó nó bất thiện đó mà, là mình ngăn chừa nó. Cái cách tu hành là vậy đó. Cho nên cái này tôi cũng nhắc nhiều lần lắm. Trong đạo Phật, cái người mà tu hành ngủ thức dậy là có một cái bài kệ, một câu chú
mở mắt ra là có bài kệ, có câu chú. Để chân xuống đất có bài kệ, có câu chú. Đi tiểu có bài kệ, có câu chú. Rửa mặt có bài kệ, có câu chú. Đánh răng xuống miệng có bài kệ, có câu chú. Đó là cái cách mà ta dạy, ta huấn luyện cho những cái người tu sĩ Phật giáo nha. Cái luật sa di là đã có làm cái đó rồi đó. Để nhắc cho mọi người là mình phải tỉnh thức luôn luôn. Vì vậy mà cái ý nghĩ nào nó sẽ đến, mình biết mình đang ý nghĩ về cái việc đó thiện hay lạ. Mình đang nổi nóng, à mình biết rằng mình đang nổi nóng, thế là mình hạn chế cái nổi nóng đó đi. Mình đang giận dữ, mình biết mình đang giận dữ, mà giận dữ là không có lợi rồi, là đau khổ trước nhất là mình, rồi những người xung quanh. Thế thì là mình hạn chế nó được. Còn nếu mà mình mà tu cao á, là đáng lẽ là đau khổ, đáng lẽ là giận dữ ha, bình tĩnh trước khi giận dữ. Còn như mình lỡ mà mình chưa cao á, khi mà giận dữ rồi biết mình giận dữ là mình hạn chế nó. Phải làm vậy thôi à. Cho nên cái làm cái gì mình biết mình đang làm gì đó, cái đó gọi là chánh niệm. Cái đó nó có lợi lắm. Cho nên là muốn có bát nhã ba la mật, ta phải học làm cho được những cái tầm thường ấy. Thế thì những hành động tầm thường có phải chăng là Đức Thế Tôn nhằm dạy cho đệ tử mình sử dụng bát nhã ba la mật trong cuộc sống hàng ngày và qua hành động giản đơn thực tiễn trước mắt? Giản đơn chừng nào tốt đấy, thực tiễn chừng nào tốt đấy. Đoạn thứ hai, kế tiếp, vấn đề cơ bản của một Bồ Tát phải làm. Ông Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, Như Lai đã hộ niệm tốt cho các Bồ Tát và phú chúc tốt cho các Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì phải an trụ cái tâm như thế nào và hàng phục cái tâm của mình như thế nào? Hai câu hỏi này rất là cần thiết cho mọi người đệ tử Phật. Mình phải hàng phục cái tâm của mình và phải an trụ cái tâm của mình ở nơi cái điểm tựa nào để cho nó tốt đây. Rồi hàng phục cái tâm của mình bằng cách nào đây? Còn như bình thường mà chúng ta không có học Phật thì chúng ta không có để ý gì về tâm của chúng ta, càng không có vấn đề đặt vấn đề an trụ và hàng phục gì hết. Do vậy mà chịu không biết bao nhiêu những cái bất bình, bất mãn, những cái khổ lụy đau thương dày dò trong tâm trí, là tại vì mình không biết cái tâm, không biết an phục, không biết an trụ cái tâm ở đâu và không biết hạ phục cái tâm bằng cách nào. Bây giờ trước hết là tôi nhắc lại về cái tâm. Đại chúng để ý mà thời gian mà các vị học Lăng Nghiêm rồi đó mà, con người thì ngoài cái thân vật chất ra, nó còn có cái phần tâm. Mà cái tâm là nó biểu hiện qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Nó biểu hiện qua cái đó. Nó biểu hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thế thì nó dựa vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý, nó đưa ra vào đó mà nó thể hiện ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái biết. Đó là tâm của chúng ta. Nếu mà cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết hằng ngày mà nó sinh ra cái mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, đầy nhảy những cái chu kỳ như vậy, cứ mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, rồi nó dắt dòng, rồi nó trở lại cũng như vậy. Thế thì là cái tâm của chúng ta đó, cái đó là cái bằng vọng tâm đó. Mừng, giận, thương, sợ,
yêu ghét muốn, nó đi vòng vậy hết rồi cái nó trở lại mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Mà nếu mà nói theo cái từ mà mới nói đó là ta gọi là thất tình. Còn nếu nói theo mà phiền não thì là tham sân si mạn nghi. Rồi thì nó trở lại tham sân si mạn nghi, tham sân si mạn nghi nó trở lại như đó trong cuộc sống. Rồi nói rộng hơn chút nữa là cuộc sống hàng ngày nó thêm ra phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tàm vô quý điều cử không cầm bất tính giải đại phong vật thất niệm tâu lạc bất chính thi. Tôi dễ dễ như vậy có nghĩa là nó đi vòng vòng rồi nó trở lại cái vòng đó. Thế thì là cái tâm của ta mà như vậy đó là theo đạo Phật thì cái đó là vọng tâm chứ không phải là cái tâm thiệt của ta. Ta có cái tâm thật của ta gọi là cái chân tâm. Cái chân tâm mới là tâm thật của ta, và chân tâm mới là cái tâm nó ở luôn vĩnh cửu với ta. Nó giống như là cái người chủ nó ở luôn trong cái nhà đó chứ nó không có đi đâu nữa. Chân tâm của ta nó ở luôn với ta, vĩnh cửu với ta, nó không có đi đâu nữa hết. Cái chừng nào mà tìm hiểu được cái đó mới gọi là cái chân tâm của ta. Còn như cái tôi nói nãy đó, sáu cái món gọi là phiền não căn bản, thất tình bảy món là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, và 20 cái gọi là chi mạc phiền não, nó theo cái chu kỳ đó dấp dòng rồi nó trở lại, nó sinh ra những cái thứ đó vui mừng buồn giận thương ghét rồi làm vọng tâm. Cái đó cũng như khách vậy, nó không phải là chủ, nó không phải là chủ nhà, nó là vọng tâm, nó ví như khách. Còn cái chân tâm của ta nó ví như chủ nhà, nó ở luôn với ta. Ví như ta là cái nhà, mà cái chân tâm của ta là ví như là người chủ ở luôn trong cái nhà này. Còn cái vọng tâm mà 36 món tôi nói hồi nãy đó là ví như khách, nó đến cái nhà này nó có thể đến nhưng mà rồi nó đi cho nên không có ở luôn, vì nó là khách. Nói như vậy thí nghiệm có được không? Các vị thí nghiệm mà coi thí nghiệm được hoàn toàn. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, bà con gửi cho ở bên Mỹ gửi về cho $3,000 mừng quá chứ, mừng quá. Đó là khách đã đến rồi đó, cái khách là cái mừng đã đến rồi đó. Rồi mới đem cắt đây thì rối quá rồi, đứa nào lấy mất rồi. Mất rồi, úi trời ơi, đào quá đi, tôi mới để đây nè. Mà nãy giờ đây bắt đầu mới nghi bậy với tội lỗi chứ. Nghi đứa này, nghi đứa kia, nghi đứa đó, nghi lung tung đen. Mà đã là nghi thì chưa chắc rồi, mà nghi chưa kể là còn có vụ mà đi thưa rồi đem là bắt người ta ra mà tra mà ta oan nó mới chết đấy chứ. Thế thì là cái tội lỗi nó đau khổ biết chừng nào. Do vậy cho nên là cái mà $3,000 này mừng hồi nãy đó là khách chứ không phải là chủ, vì sau đó bị mất thì cái mừng đó không còn nữa. Thế thì là cái đau khổ nó đến, còn cái mừng mất rồi. Coi như cái người khách mừng đó, nó đi về rồi. Bây giờ còn cái người khách đau khổ nó trốn vô đây, cái người khách mà muốn ước nó trốn vô đây rồi trốn vô đây rồi cái rồi ổn tụi cha đem ra thưa kiện người ta bắt thật ca quan ít mấy người kia, tới chừng là nhớ là thật rồi cái $3,000 nãy mình đem mình để dưới nhà bếp mà mình quên. Té ra mấy cái đứa mà mình thưa kiện nãy giờ đây á, mình đánh khảo nó đây là không có. À thế là cái người khách mà giận hờn thù đó về nữa rồi. Bây giờ thương trời tội nghiệp quá, thôi giờ xá hỷ xả cho qua nghe cưng ha, đừng giận quá nghe nha, thôi thì giờ đây là tôi cho tiền em ra chợ mua quần áo là gì để bệnh nó thương cho đó. À đó là thương ăn năn hối hận dân và dân cứ sự việc như thế đều là nó không có ở chung với ta, nó không có ở thường xuyên liên tục với ta. Cho nên những cái thứ phiền não vô minh mà buồn giận thương sợ ghét muốn nó là khách, nó không phải là tâm ta đâu.
chỗ này đây này, không cái này để rồi học cái cách hàng phục tâm và trụ tâm. Mà muốn hàng phục tâm trụ tâm là phải học cái tâm của mình là cái gì cái đã. Cho nên bà con ta nên nhớ rằng là cái mà ta sống hàng ngày toàn là dòng tâm hết, không hề có cái chân. Mà đạo Phật là dạy cho ta phải tìm cái chân tâm. Cái đó là cái của ta, đó là chủ ở trong cái nhà này nè, cái nhà xuất thân này nè, nó có ông chủ. Là gì? Là cái tâm mà, cái tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh đó ai cũng muốn có hết á. Nếu mà các vị mà tập xả được cái ngã sở hữu nha, cái ngã sở hữu tức là cái tài sản, cái sự nghiệp đó, xả bỏ cái tài, cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi nha, xả bỏ cái mà bản ngã, ngã mạn cống cao, ý mình giàu có rồi khinh người vân vân, tức là ý niệm mà chấp về cái địa vị, cái bản ngã và cái tài sản, cái vật chất, cái ngã sở hữu, cái của cải của mình đó. Những cái đó mà mình tập, mình xả hết đi cái ngã về cái ngã sở hữu rồi đó, thì bây giờ các vị cũng sống mà sống với một cái tâm trạng rất là an lành. Tiền bạc nào đến với các vị chánh đáng thì các vị vẫn phải lấy mà xài, và thậm chí mình cũng phải làm cái gì đó đóng góp để cho có cái kinh tế để mà xài, nhưng mà không tham lam vô độ. Chánh niệm, có chánh niệm đàng hoàng, ta gọi là chánh mệnh đó, làm đúng cái khả năng nghị lực của mình để lấy tiền mà sống, thì chuyện đó là phải làm thôi, có thực mới vượt được đạo. Muốn tu hành cũng phải làm cho có để mà ăn, để mà sống, thì mình mới giữ được cái đời sống an lành hạnh phúc của mình. Thế thì vẫn làm, mà làm trong cái trong sáng, cái thanh tịnh, cái chánh niệm rồi thì cái tâm của mình á, các vị sẽ thấy khác hơn những cái người mà kinh doanh lớn lao, mà cái ngã sở hữu mà nhiều đó, là người ta khổ hơn mình nhiều lắm. Thế thì là cái tâm thanh tịnh đó. Mà nói sâu hơn chút nữa là cái người mà có được tư duy trong chánh quán, trong thiền định á, thì là cái tâm người này lại càng an hơn nữa. Cái đó là cái ở luôn với mình, không giận, không mừng, không giận, không thương, không sợ, không yêu, không ghét, không muốn. Tức là mình xa được thất tình, tức là bảy cái người khách này nè, mình không có tiếp họ nữa. Chứ cái nhà mà tiếp khách nhiều quá là mệt lắm. Bảy người khách thất tình này mình không tiếp nữa. 20 cái người khách là phẫn hận phu não tạc sang này mình không tiếp nữa. À, thế là khách này mình không tiếp rồi. 6 cái người khách mà gốc, mà sừng sổ cái gốc là tham sân si mạng, mà nghi mình không tiếp nữa. Thế thì là mình làm chủ trong cái nhà là hoàn toàn là an lành và thanh tịnh và yên ổn. Đó là mình mới sống được với cái chân tâm của mình đó. Cho nên là 6 cái món phiền não tham sân si mạng nghi là khách sừng sọ, nó vào nhà mình mà mình tiếp nó là nó đe dọa, nó hù, nó hâm he, nó làm cho mình đau khổ không. Rồi mấy cái người khách mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đó, nó cũng là khách mà cũng nguy hiểm đó. Rồi 20 món là chi mang phiền não là khách nữa đó, mà mình cứ mình tiếp khách thứ đó là chết. Nó đến rồi nó đi, đi rồi nó đến rồi đi, cứ mãi như thế. Cho nên cái người tu hành là phải không tiếp khách, phải bớt tiếp khách đi, phải sống bằng cái người chú ở trong nhà thôi, đóng cửa lại, sống theo tùy ý của mình thì mình có an lành. Cho nên Phật là cái người không có tiếp khách. Phật không có tiếp cái thấy khách mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, không có trong Phật. Tham sân si mạng nghi không có trong Phật. Phật đóng cửa ở trong cái nhà của mình là làm chủ, cái chánh niệm là làm chủ. Do vậy mà nó cắt đứt được cái phiền não dữ lắm. Cái đó ta gọi là thường trú chân tâm. Có được cái đó, tư duy quán chiếu mà giữ vững được cái đó là mình sống với cái chân tâm vốn có đó ở luôn với mình. Còn mình không là tiếp khách không à. Cho nên là đây, tôi nói này không phải là tôi khoe đâu. Tôi có lập trường đàng hoàng. Cái chỗ tôi ở bây giờ tôi gọi là thao hối am.
Thao âm là phát xuất từ câu là tiện năng tháo tâm dục đức hối tích thao danh uổng tố tinh thần nguyên hiu chỉ tiệt. Muốn rửa cái tâm cho trong sạch mà muốn bồi dưỡng cái đức cho trong sáng tinh cao á, là phải xúc tích tinh thần. Mà muốn xúc tích tinh thần nội lực bên trong á, là phải cắt đứt những cái khách đi, những cái khách mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quý tham sân si đó, và kể cả nghi lễ cúng kính dẹp luôn. Tới cái ngày mà gọi là kỷ niệm ông bà cha mẹ mình, nó nhớ ra là tạo một bình bông, bình bông ở ngoài vườn cũng được, hái bình bông đem vô chân lên bình bông rồi là gọi là cúng ha, rồi thì nấu cơm mình ăn xem cái món gì đó giả đò ngon ngon tí, giả đò ngon thôi chứ không cần ngon lắm, đem lên là giả đò cúng, giả đò cúng cho có cúng gì ông bà làm sao ăn được, làm gì ở đây em, giả đò cúng, giả đò đốt nhang, có thứ trà ngon nào cũng đem lên giả đò, xúc trà rồi cũng giả đò muốn nướng tráng miệng đàng hoàng ha, thủ tục mà. Rồi chút là bưng số ăn vậy, không có gì quan trọng hết, không có mời bá tánh bổn đạo gì hết, mà cũng có gì quan trọng, giả đò cúng mà. Để nhớ cái ngày đó rằng là cây có cội nước có nguồn, đơn sơ. Còn bây giờ đây hả, tôi phát hiện ra cái cách tôi tiếp khách rồi, mấy lúc trước là tôi lầm là khách mà tới tôi mà từ 8 giờ sáng mà ở chơi tới 4 giờ chiều là chết tôi rồi, tôi chịu đâu có nổi. Các vị thì lâu lâu đi chơi bữa, còn tôi là tôi chịu tận hoài sao tôi chịu được. Cho nên kể từ đây là nghiên cứu, nghĩa là tới thăm tôi đó là phải cho hay trước, và 4 giờ chiều mới được thăm. Chơi tới tối, muốn chơi tới là chơi, nghĩa là tối mới đâu, mấy vị đâu có dám ở lâu. Thế là 5 giờ rưỡi là chuồn rồi. Thế là tôi tiếp được tiếng rưỡi thôi, cái đó là hết ý rồi, không còn chịu nổi nữa đó. Cho nên thành thật chấp nhận cô đơn. Mà Phật tử nào mà muốn quý thương gì đó, muốn nhìn mặt, nhìn chân gì đó, thì 4 giờ mới có mặt được. Chịu thôi à, để thôi à. Chứ còn cái chỗ tôi là không có chỗ nghỉ ngơi. Các vị cũng khổ, tôi cũng khổ. Tôi bỏ các vị, không có gì hết, không có gì ăn, có gì uống, có chỗ nằm, chỗ ngủ thì coi không được. Mà đáp ứng các vị, tôi lấy gì tôi đáp ứng. Mà tính tôi thì nói đúng là cũng hiếu khách đấy. Tuy là khách nãy tôi nói ra là họ không tiếp theo, nhưng mà có khách là tiếp mà cũng phải chỗ đau. Mà chỗ đau là sao chịu nổi. Phải nguyên hiu chỉ tuyệt, nghĩa là những cái hình thức tầm thường đó xén bớt đi, cắt bớt đi. Tôi nói tôi là các Phật tử mà muốn đi con đường an lành cũng phải làm vậy thôi. Các vị phải hạn chế khách. Khách của các vị là ai? Cần nói, cần chơi, cần gặp thì phải hạn chế, chứ còn mà để tùm lum là chết, chịu nổi đâu. Thứ nhất là đừng làm cái karaoke đó, cái thứ đó tiếp khách chứ. Mà ăn cái nghề đó mệt lắm, cái nhà coi như là tam quan hết, hát la tùm lum rồi lê muốn vô nào vô, mình không có quyền này. Đó là nói về cái nhà thật mình ở, mình phải tìm cái cách mà để mình rất khách kiểu nào. Cũng làm bằng ăn, làm nghề để kinh doanh sống mà, nhưng mà mua bán cái gì để cho cái người vô người ra nó có nề có nếp thì nó an lành hơn là cái nghề mà cái cách mà làm ăn mà ai muốn vô lúc nào cũng được, không có quyền kiểm tra và không có quyền là xét hỏi, thì cái nhà nó khó ở lắm. Cái tâm của mình cũng vậy. Cho nên là nhắc lại là phải để ý mà sống với cái chân tâm. Chứ chân có nghĩa là thật, cái đó là cái tâm thật của mình vốn có. Còn chúng ta không khéo mà chúng ta không học Phật thì chúng ta sống hoàn toàn là vọng tâm. Mà vọng tâm thì ví như khách, nó đến rồi nó đi. Còn sống với chân tâm thì cái tâm đó chính là cái tâm của ta, nó ở vĩnh viễn với ta, nó là chủ ở trong cái nhà tứ đại ngũ uẩn này.
câu hỏi của ông Tu Bồ Đề là cái nhân duyên mà phát khởi của cái thời pháp Bát Nhã Ba La Mật, nó có cái tính cách quan trọng, nêu lên một cái tiền đề lớn để từ đó Đức Phật dạy cho các đệ tử mình phương pháp sống, vận dụng Bát Nhã Ba La Mật Đa vào cõi đời nhiều va chạm, nhiều phiền não khổ lụy có thể xảy ra. Chúng ta ở trong cõi đời này nhiều phiền não lắm, nhiều khổ lụy đau thương có thể xảy ra. Mà nếu nó xảy ra thì mình phải hàng phục cái tâm mình như kiểu nào đây? Rồi bây giờ nếu mà lúc bình thường là mình phải trụ cái tâm mình ở nơi chỗ nào đây? Đó. Chứ trụ đây có nghĩa là mình gá cái tâm mình làm cái chỗ dựa. Lấy cái gì mà mình làm cái chỗ dựa cái tâm của mình hàng ngày trong cuộc sống này? Gọi là trụ. Trụ là cái chỗ dựa. Còn nếu mà mình không học Phật thì mình không có chỗ dựa, tâm cứ thả lông bông vậy. Giống như nhà mở cửa bốn phía, khách muốn đến lúc nào đến, muốn ra nào ra, đi nào đi, nào về nào về, là coi như cái nhà không có cửa. Và người chủ không có chỗ dựa, không có cái chỗ mà để mình kiểm tra là ai là khách tốt, ai là khách xấu. Tu Bồ Đề là một đại đệ tử xuất sắc trong 10 đại đệ tử xuất sắc của Phật. Cũng vì vậy mà ông có cái tên là Không Sanh, lại còn có cái tên đó là Thiện Hiện, là Thiện Kiếp. Tương truyền rằng lúc mà cha mẹ sinh ông ra là có cái điểm lành và hiện tượng tốt. Chỉ có điểm lành và hiện tượng tốt là thường thường là người ta tương truyền, người ta ưa nói như vậy. Nhưng mà tôi xin sám hối các bậc tiền bối, tôi không thích nói những cái chuyện mà ta có cái tính cách siêu hình và thần thoại đó. Không nhất thiết là những người mà có đạo đức thánh hiền mà hãy sinh ra là phải có điềm lành hiện tượng tốt, không nhất thiết như vậy. Như Đức Phật Thích Ca mà sinh ra mà gọi là có hoa sen nở dưới chân đó mà. Người ta nói đó là người ta nói cái cách Đức Phật đã giao rồi. Đức Phật cho biết là ta nói cái cách kêu bằng vị tằng hữu rồi. Ta mượn cái chuyện lạ lùng ta nói như vậy, trong đó ta có chứa đựng một cái triết lý để giáo hóa trong cái giáo lý của ta. Ta muốn nói với mọi người rằng ta là sen và tất cả mọi người cũng là sen. Ta thành Phật, tất cả mọi người rồi đây cũng sẽ được thành Phật. Dù là chúng ta ở trong cõi đời ngũ trược, nhưng mà Phật tánh của chúng ta vẫn còn nguyên. Do vậy cho nên là tất cả mọi người dù ở trong cõi đời ngũ trược mà mọi người tu hành đều có thể thành Phật hết. Giống như sen dù ở dưới bùn lầy nước động mà sen vẫn có thể trồi lên, mà không quen ó bởi sắc màu và không làm lạc cái phấn và phai cái hương. Do vậy cho nên là Như Lai nói là Như Lai là sinh ra là có cái, trên mỗi cái bước đi là có cái bông sen, là để biểu trưng cái triết lý đó chứ. Chứ đâu phải là Như Lai thấy con sinh ra rồi có cái bông sen là đỡ chân chi. Cần nói vậy. Ở đây ông Tu Bồ Đề là giàu có điểm lành hiện tượng tốt hay không có cũng không sao, là tại cái người xưa cái thời kỳ mà cần phải thiêng liêng quá, thần thánh quá vậy người ta mới tin, cho nên người ta hay nói như vậy. Qua lời phát biểu tỏ ra ông Tu Bồ Đề rất thâm hiểu Như Lai. Có Bồ Tát tâm nào mà không phát xuất từ Như Lai tâm, có Bồ Tát hạnh nào mà không phát xuất từ Như Lai hạnh. Như Lai tâm và Như Lai hạnh hàm dung châu biến cả thập giới thánh phàm, thì có Bồ Tát nào mà không được Như Lai hộ niệm tốt cho. Cái từ Như Lai hộ niệm ở đây á, mà mình hiểu theo cái tư tưởng của Đại Thừa là Như Lai là Như Lai tâm, Như Lai viên giác diệu tâm. Còn Bồ Tát hạnh, Bồ Tát tâm cũng ở trong mọi người.
cái tâm của chúng ta là nó có khả năng tạo ra cả 10 cõi thánh phàm cho tới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do vậy cho nên ông Tu Bồ Đề nói rằng là Như Lai luôn luôn lúc nào cũng hộ niệm cho Bồ Tát, Như Lai lúc nào cũng dặn dò dạy bảo các Bồ Tát. Có nghĩa là Phật tâm của chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng hộ niệm giúp đỡ cho cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của chúng ta để tiến lên. Giống như bữa rồi mà tôi nói về Kinh Di Đà cũng vậy. Phật Di Đà ở trong tự tánh, tự tánh của chúng ta là Phật Di Đà, thì những cái tâm sở của chúng ta, những ý niệm của chúng ta đó, là đều là những bậc a bệ bạc trí, đều là những bậc bất thôi chuyển hết. Đệ tử Phật Di Đà đều là những bậc bất thôi chuyển. Vì theo cái giáo lý của Phật thì là có cái người nào mà không có quyền thành Phật đâu, chẳng qua là thành Phật sớm hoặc chậm mà thôi, chứ người nào cũng có quyền thành Phật. Vì vậy mà đệ tử Phật A Di Đà đều là bậc đại A La Hán và đều là bậc bất thôi chuyển. Có nghĩa là cái tự tánh Di Đà của chúng ta là Phật, còn cái tâm niệm của chúng ta hàng ngày đó, chúng ta có thể chuyển hóa cho nó trở thành bậc bất thôi chuyển để tiến lên thành Phật được. Kinh này ông Tu Bồ Đề nói là Như Lai khéo hộ niệm cho các Bồ Tát và phú chúc cho các Bồ Tát, nghĩa là ở trong tâm niệm của chúng ta lúc nào cũng có tâm Bồ Tát, mà tâm Bồ Tát đó là luôn luôn không ai có quyền ngăn cản nó tiến lên cái địa vị vô thượng Bồ Đề để là thành Phật của ta. Và khi nào một hạnh Bồ Tát của ta làm là coi như được sự hộ niệm của Phật tâm của ta rồi. Ta thể hiện ra một hạnh Bồ Tát là ta đã đi trên con đường mà để tới cái Phật quả, để mà thành tựu cái Như Lai tâm, Phật tâm của ta. Cho nên có lúc nào mà ta không được, có lúc nào mà Bồ Tát không được Phật hộ niệm đâu. Khởi một niệm lành là có Phật hộ niệm rồi. Thiện tai là lời nói, là lời ấn chứng thể hiện cái sự bằng lòng của Như Lai, vì đó là sự thật, là chân lý. Hiểu như thế là hiểu được cái giáo lý liễu nghĩa của kinh. Hiểu như thế mới là hiểu rõ về Như Lai, hiểu rõ thế nào là một pháp thân Phật. Viết cái đoạn này là nhằm để giảng cho những cái người tăng ni sinh mà ta học sâu về đạo Phật, muốn giới thiệu về cái từ Như Lai. Khi nào mà trong kinh mà nói xin gọi Phật bằng cái từ Như Lai á, là không phải chỉ cho ông Phật nha, mà Như Lai đây là Như Lai viên giác diệu tâm. Cái tâm đó đó cũng gọi cái tâm đó là pháp thân Phật. Nó là cái thể thanh tịnh bao trùm cả không gian, cả thời gian, và xuất từ, nói về thời gian là xuất từ vô thủy cho tới vô chung. Nói về không gian thì khắp cả đông tây nam bắc tứ duy và thượng hạ. Chỉ cho cái thể thanh tịnh vốn có trong cõi đời này, không có lúc nào mà ta sống với cái tâm thanh tịnh của ta thì nó không có lúc nào là nó ngoài cái sự gia hộ của chư Phật. Cái gọi là Như Lai đó, Như Lai là chỉ cho pháp thân Phật đó. Trung Hoa dịch là biến nhất thiết xứ, không có lúc nào chỗ nào mà không có Phật. Cho nên kinh này là sau này ta học là Như Lai giả là tích chư pháp như nghĩa. Như Lai là có nghĩa là chỉ cho các bản thể như như bất động tồn tại hiện hữu vĩnh cửu trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Vì vậy cho nên cái tâm của ta lúc nào mà ta sống an lành trong sáng thanh tịnh, đó là tâm ta cùng với cái pháp thân Phật hòa nhập với nhau,
Phật vào trong ta, ta vào trong Phật. Phật với Phật tức là ta, mà ta tức là Phật. Cho nên cái từ Như Lai là vậy đó. Hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thủ